Thưa quý vị, thưa các bạn, qua 20 năm xây dựng và phát triển, ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam đã có bước chuyển mình trong tổng thể sản xuất kinh doanh xuất khẩu và mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, nhiều sản phẩm Việt Nam đã từng bước chuyển hướng từ xuất khẩu thô, tiến đến chế biến sâu, xây dựng được thương hiệu, chinh phục được nhiều thị trường trên thế giới. Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những thị trường có sức tiêu thụ thực phẩm đồ uống rất tiềm năng. Trong 9 tháng của năm 2018, chỉ số tiêu thụ của ngành sản xuất chế biến thực phẩm đã tăng 8,1% và sản xuất đồ uống tăng 10,2%. Mới đây, nhằm thúc đẩy sản xuất tiêu thụ trong nước và xuất khẩu các sản phẩm nông sản thực phẩm có thế mạnh của Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2018, triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam, Việt Nam Food Expo 2018 được tổ chức thường niên, diễn ra với quy mô lớn. Triển lãm lần này thu hút 600 gian hàng của 450 doanh nghiệp đến từ 31 tỉnh thành trong cả nước và 23 quốc gia vùng lãnh thổ nước ngoài trên thế giới. Triển lãm ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam thì cũng như mọi năm là trước hết là chúng ta trưng bày và chúng ta đưa ra những cái thế mạnh các cái sản phẩm của Việt Nam để có thể trước hết là đứng vững trên cái thị trường của Việt Nam và sau đó thì sẽ mở rộng thị trường của mình ở tại khu vực cũng như là trên thế giới. Với cái sự hợp tác của rất nhiều các cái quốc gia, vùng lãnh thổ và có thế mạnh trong các cái lĩnh vực về nông nghiệp trên thế giới và với những cái sản phẩm về chuỗi cũng như là thực phẩm về an toàn thì đây là những cái điểm mà chúng ta gửi thông điệp đến người tiêu dùng không những ở Việt Nam mà còn ở trong khu vực cũng như là trên thế giới. Điểm nổi bật của Việt Nam Food Expo 2018 là có sự tham dự của nhiều doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia và nhiều doanh nghiệp tên tuổi trong ngành như Đường Quảng Ngãi, Sacha, khu gian hàng của Sở Công Thương Quảng Ninh, Việt Pepper, Hồ Tiêu Việt. Đây là lần thứ 3 bên mình tham gia cái hội chợ Food Expo này tại Việt Nam. Năm nay đó mình nhận thấy là nó mang lại hiệu quả rất là lớn cho các doanh nghiệp đến triển lãm ở đây. Cái lượng khách nước ngoài tăng lên rất là nhiều, đặc biệt là Mỹ, Hàn và Nhật Bản. Qua 2 ngày hội chợ thì bên mình có những cái hợp tác và những cái ký kết giao thương và có những cái contact để lại để mình làm việc lại sau kết khi kết thúc hội chợ này rất là nhiều và nó rất là xác thực. Đồng hành cùng sự phát triển ngày càng lớn mạnh của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam, Việt Nam Food Expo 2018 là các đoàn thương nhân, khách mua hàng tiềm năng đến từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, v.v. Tham dự triển lãm với tư cách là quốc gia danh dự, Hà Lan đã mang đến hàng loạt hàng nông sản như rau, dưa chuột, dưa hấu, măng tây, cà chua, các sản phẩm thịt heo, thịt gà có nguồn gốc Hà Lan được nuôi trồng tại Việt Nam. Ngoài ra, Hà Lan còn chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong kinh doanh nông sản và thực phẩm. Hà Lan khi mà phát triển sản phẩm nông nghiệp, đó chính là phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với môi trường, thân thiện với môi trường, phát triển, đưa ra những cái sản phẩm chất lượng cao, bền vững với môi trường. Và ở Việt Nam thì chúng tôi cũng làm việc với những cái đối tác Việt Nam để phát triển nông nghiệp bền vững và tăng cường quản lý an toàn thực phẩm và để đảm bảo được an ninh lương thực. Nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia triển lãm, nhiều hoạt động tăng cường kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài. Hàng loạt các sự kiện, hội nghị, hội thảo được tổ chức như Hội nghị Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam kết hợp với giao dịch thương mại, Hội thảo xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam, Hội thi nấu ăn quốc tế Sài Gòn 2018, v.v. Trong khuôn khổ triển lãm còn có các chương trình giao thương chuyên đề giữa các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trình diễn ẩm thực, trao chứng nhận ấn tượng Việt Nam Food Expo 2018. Sau 2 ngày giao thương và làm việc cùng với các đối tác của mình thì doanh nghiệp cũng đã có những biên bản ghi nhớ với nhiều đơn vị Lotte, rồi hệ Sài Gòn Copmark, Aeon và một số mở ra một số những cái đơn vị mới tại Sài Gòn. Và sau đấy thì khi mà tham gia được các hệ thống lớn của Lotte thì là chúng tôi cũng sẽ có nhiều cơ hội để xuất khẩu. Theo ban tổ chức, Bộ Công Thương đánh giá cao các đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tích cực tham dự Việt Nam Food Expo 2018. Các doanh nghiệp đã mang đến những sản phẩm hấp dẫn, tạo điểm nhấn cho triển lãm, đồng thời triển khai có hiệu quả các hoạt động giao thương, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận sản phẩm cũng như những máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường tự do thương mại.